Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Thể, sinh năm 1968, ngụ xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, 30 tháng tù về hai tội: chế tạo, tàn trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tàn trữ trái phép vật liệu nổ. Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 6 năm 2023, Thể đến Cà Mau chơi thì gặp lại người bạn cũ tên Hoàng không rõ nhân thân lai lịch, quen nhau lúc đi làm thuê chung ở Phú Quốc. Biết Hoàng có súng nên Thể hỏi xin về để bắn chim thì Hoàng đồng ý. Khoảng một tuần sau, Hoàng đưa cho Thể một bộ cò súng cùng một hộp nhựa. Bên trong có nhiều viên đạn, vỏ đạn, hạt nổ, thuốc nổ. Đồng thời bán cho Thể 1kg đạn chì với giá 220.000 đồng. Rồi Hoàng hướng dẫn cho Thể cách chế tạo khẩu súng. Sau đó Thể về nhà cất giấu trong phòng ngủ rồi lên mạng tìm hiểu cách chế tạo súng. Khi chế tạo thành công, Thể đã mang súng đi bắn chim hai lần ở gần nhà. Đến ngày 22 tháng 8 năm 2023, Thể đem cây súng tự chế cùng hộp nhựa chứa các loại đạn, vỏ đạn, đầu đạn, thuốc kích nổ, đem súng, vỏ máy chạy đi tìm chim để bắn. Sau đó Thể chạy đến dỡ cái bẫy đặt cua trong vuông tôm của người dân mà Thể đã đặt trộm trước đó thì bị chủ vuông tôm bắt quả tang cùng tang vật, giao công an xử lý. Qua quá trình điều tra, công an đã thu giữ số vũ khí của Thể đang cất giấu. Qua kết quả giám định khẩu súng, đạn, thuốc nổ nói trên là vũ khí quân dụng và vật liệu nổ. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Thể 1 năm 6 tháng tù về tội chế tạo, tàn trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và 1 năm tù về tội tàn trữ trái phép vật liệu nổ.